Okay. Tốt rồi. Trong team của chúng ta có ngọc này, buôn này, gió này, ok. Nhường nhớ có tinh thần đồng đội đi đây, đi thức lên mà rồi chơi game đi thức lên, nhường đồ hết trở đây, nhường cho người đánh tin đây. Ôi đồ nhặt sắc dân làm cái gì, chơi game ghét ghét được sắc dân nha anh nhỉ. Rồi hết sốc lên là đẹp lắm. Tốt rồi. Này chỉ trả tiền lên thì sao? Chết đi không xuống. Cứ xuống rồi mấy khẩu đấy như vậy. Thompson, Thompson thì gọi xem. Tương tác ở đây. Thompson xin mở bề à? Cái gì chỉ đi mở bề. Ừ, đấy, mình có cái đội kia xong rồi. Chết quá. Ta đã đủ vàng rồi, xin rồi đó. Bị đau quá. Tốt rồi.
Tiếp theo chúng ta đổ ra. Sai. Để tránh mất thêm thời gian nên mình sẽ chơi thật an toàn nha anh em. Được tương lai huyền thoại. Lại đây. Mình sẽ tôn phần đất này.